Em Viettradeo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop radio Và video này giải thích cho câu hỏi một số quý vị khách hàng có hỏi em Thì quan tâm đến cái biểu tượng logo Super Audio CD hay còn gọi là SACD Ở rất nhiều dòng đầu CD cao cấp hiện tại của các thương hiệu Đặc biệt là thương hiệu Aquaface Ở video ngày hôm nay thì em có sẵn một chiếc đầu CD SACD DP550 để giới thiệu tới quý vị và bạn về chiếc đầu CD này. Nó có thể đọc được đĩa CD cũng như đọc được đĩa SACD. Thì ở đây có ghi rõ và cái đèn ở đây nó sẽ hiển thị khi chúng ta sử dụng đĩa SACD thì nó sẽ sáng lên và để minh chứng điều đó thì em có chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa SACD vôn 6 của Accuphase ở đây đĩa chính hãng và em đang có đầy đủ từ vôn 1 đến vôn 6 đầy đủ nguyên siêu mới để quý vị và bạn có thể à, tham khảo trải nghiệm cũng như là siêu tầm những cái đĩa chính hãng, đĩa xịn đến từ thương hiệu Accuphase SACD và ở trên đĩa thì có ghi rõ là đĩa SACD Hybrid có đầy đủ biểu tượng SACD luôn, đĩa của Accuphase chính hãng, anh em chơi an tâm để chơi và trải nghiệm sử dụng dòng đĩa này và em sẽ cho đĩa vào mắt đọc sacd sẽ nhận dạng được là đĩa sacd hay là đĩa cd compact quý vị và bạn quan sát à, em nó sẽ nhận đĩa và khi nhận đĩa thì nó sẽ hiển thị ở đây nếu dòng đĩa sacd nó sẽ sáng cái đèn sacd lên để quý vị và bạn có thể dễ dàng phân biệt được đĩa SACD xịn hay là đĩa SACD uh, chỉ in bên ngoài và tiếp theo em sẽ sử dụng một cái đĩa CD compact đĩa gốc như bình thường của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo đây anh em cùng quan sát nhá cái đèn này không sáng này đèn SACD không sáng nhá chúng ta sẽ cho đĩa vào và mắt đọc nó cũng sẽ nhận định dạng data để nó đọc và nó sẽ báo lại là đĩa CD hay là CD đó là cách phân biệt dễ dàng nhất giữa erasCD đó đĩa CD compact bình thường nó chỉ hiển thị số bài và thời gian thôi nó không hiển thị đĩa erasCD sáng đèn ở đây đó là cách phân biệt đơn giản nhất và dễ dàng nhất à, cách chúng ta test những chiếc đầu cũng như test đĩa erasCD và ngày hôm nay em xin dừng video tại đây một chi Tiết rất đơn giản, một video nhanh để giới thiệu tới quý vị và các bạn cách test cũng như sử dụng Cũng như ở trên điều khiển từ xa của dòng đầu SACD sẽ có cài đặt SACD để quý vị và bạn có thể tham khảo và sử dụng Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn vô ghép cũng như giao lưu các sản phẩm audio Kính mong quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển Hoặc trực tiếp qua Việt Trường Audio tại hà nội em xin chào và hẹn gặp lại